Thưa quý vị, huyện Châu Đức là địa phương có tổng đàn gia súc gia cầm lớn của tỉnh với khoảng 160.000 con heo, 1,3 triệu con gia cầm và gần 100.000 con bò, dê, cừu. Từ đầu năm đến nay, huyện Châu Đức ghi nhận 5 ổ dịch tả heo châu Phi. Trước dự báo tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, ngành chăn nuôi và thú y huyện cũng như các hộ chăn nuôi trên địa bàn đang tăng cường công tác phòng chống dịch. Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch tả heo châu Phi, ngành chức năng huyện Châu Đức đã tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định. Hiện hai ổ dịch chưa qua 21 ngày, do đó công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được ngành chức năng và người chăn nuôi địa phương chú trọng. Công tác quản lý dịch tễ, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng.